Ôi trời ơi, các bạn có biết cái con gì đấy không? Con gì mà nó to đùng, nó nằm một phát bẫy cả đường thế này các bạn ơi. Nó có cả vằn trắng, vằn vàng hay là màu da cam này các bạn này. U thì ra là con chân anaconda các bạn ạ. Ôi bạn dê của tớ, bạn dê ơi cẩn thận. Thôi, thế là con chân nó đớp mất cái bạn dê của tớ rồi. Ôi, con chân này độc ác quá. Bây giờ mình phải cầm cái ống này mình phi vào mặt nó xem nào. Ở đây mình có một cái ống bằng sắt các bạn ạ. Mình thử ném nó. Ô, nó không sợ các bạn ơi. Ui nó lại còn định cắn cả cái ống của mình nữa. Ui giời ơi, con chăn này khủng khiếp thật đấy. Dã man. Ô, nó đâu mất rồi. Ô, nó đi đâu các bạn ơi? Con chăn nó chạy đâu mất rồi? À, hóa ra là con chăn nó ra đây nó đánh nhau với con Godzilla này các bạn này. Con Godzilla nó phun dung nham rồi. Phun dung nham xanh. Con chăn này không làm gì à? Con chăn này... Ô. À, đây rồi. Các bạn ơi, con chăn này nó phóng ra cái tia gì màu hồng này các bạn này. Màu hồng, màu tím này. Ô, bay mất rồi. Con Godzilla nó chiến thắng được con chăn Anaconda này, nó cười tít cả mắt này các bạn. Các bạn ơi, các bạn có nghe cái tiếng gì không? Ở trên mái chuồng lợn nhà mình, ui, Huggy Wuggy các bạn ơi. Có mấy con Huggy Wuggy nó chạy trên cái mái chuồng lợn nhà mình này. Có cả Huggy Wuggy màu đỏ đó kìa. Màu đỏ chót tròn tròn luôn các bạn. Úi giời ui, yêu quái một mắt các bạn ơi. Yêu quái độc nhãn một mắt này. Ui ui sao nhiều thế? Hình như là có 5 con liền nó bò trên. Ui chưa hết đâu. Khủng long bạo chúa mà lại vác cái khẩu súng ở trên lưng các bạn ạ. Chạy buồn cười lắm. Ui có cả rồng này các bạn ơi. Có cả rồng bay xong lại còn đi nữa này. Ui cái con rồng này nó biết bay các bạn ạ. Khủng khiếp thế. Ui giời ơi, yêu quái nhện nữ hoàng kìa. Yêu quái nhện nó bò. Ui thế này thì sập mất cái máy chuồng lợn này mình mất các bạn ơi. Nhiều thế. Mấy con yêu quái này nó to đùng đi. Ui còn cả Godzilla nữa. Godzilla này cũng vác cái khẩu súng ở trên lưng. Ui thế này thì toàn cái chuồng lợn nhà mình rồi các bạn ơi. Sập cái chuồng lợn nhà mình mất. Ui cả người khổng lồ đá nữa này. Người khổng lồ đá lại có cả màu xanh, xong lại có cả màu đỏ nữa. Các bạn ơi cẩn thận nhé, sập cái chuồng lợn nhà mình đấy. Chuồng lợn nhà mình bên dưới là đầy các bạn lợn. Ừ, cả bạn gấu nữa. Gấu trúc béo thế này mà nhảy trên cái mái chuồng lợn nhà mình thì toài rồi. Ừ, các bạn ơi, các bạn thấy cái ruộng bậc thang ở quê mình đẹp không các bạn ơi? Xanh mướt luôn. Nope. Con gì đây? Ui, con rồng phun lửa các bạn ơi. Nó phá hoại cái cánh đồng lúa quê mình rồi. Ui cháy rồi. Ui ui. Ôi, mấy con rồng này độc ác thế. Ôi giời ơi, cháy nhà mình rồi các bạn ơi. Mấy con rồng kia nó thổi lửa cháy cái nhà mình rồi. Ôi cứu, cứu với. Không được, nhất định mình phải tìm mấy con rồng phun lửa đây để báo thù cho cái nhà của mình các bạn ạ. Ui các bạn ơi, mấy con rồng đây rồi. Mình cứ đi tìm chúng nó mãi thì ra là chúng nó đang chạy ra đây rồi. Ui, có hai con đang chạy bộ ở dưới này, xong rồi có hai con đang bay ở trên trời nữa. Ui nhiều thế này không biết mình có tấn công nổi không. Thôi được rồi, bây giờ nhất định mình phải ra trả thù cho ngôi nhà đã bị cháy của mình. À đây rồi, hai con rồng phun lửa cháy cái ngôi nhà nhà mình. Vừa nãy có phải là hai nhà ngươi đã phun lửa cháy cái ngôi nhà của ta không? Lại còn cháy hết cả cái cánh đồng của quê ta nữa. Sao hai nhà ngươi độc ác thế? Ai chả? Còn chối ư? Chính mắt ta đã nhìn thấy rồi. Ngôi làng của chúng ta đang đẹp tự nhiên hai người đến phá. Hai người đừng có cậy đông ức hiếp yếu nha. Bây giờ ta sẽ dùng sức mạnh phép thuật để đánh cả hai nhà ngươi luôn. Hãy xem ta đây. Quê vãi rồi. Quê. Không sao các bạn ơi. Bây giờ mình đã ở đây thì mình sẽ trừng trị cái đôi rồng phun lửa này. Chúng nó độc ác quá các bạn ạ. Ta không sợ nhà ngươi đâu. Hãy xem ta đây. Sức mạnh của bóng ngâu phép thuật. Các bạn ơi, cuối cùng thì mình cũng đã chiến thắng được hai con rồng phun lửa phá hoại cái làng quê mình để giành lại cái sự công bằng cho quê mình các bạn nhá. Rồi video đến đây thì cũng dài rồi, xin chào tạm biệt các bạn ở đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ là cho một like hoặc bấm đăng ký kênh ủng hộ cho mình ở những video tiếp theo nha. Bye bye các bạn.